Rồi, xin chào các bạn nha. Nay để mình quay cho các bạn xem những chiếc xà lan chở đầy đá gần xuất bến này các bạn. Con này chắc có thể là nó đang đạp các bạn, đạp ra vô để cho nó lỏng mình rồi nó ra ra cho nó dễ gì nè. Trời ơi, nó đang ve ra các bạn. Con này giờ nó đầy ha. Trời ơi, coi nó đạp nước nè, khủng không. Có thể là nó lấy nữa hay là nó đầy đây các bạn. Rồi mở dây rồi các bạn ơi, mở dây rồi. Mình thấy là hình như là mấy anh này mở dây rồi nè. Còn ở đằng này một con nữa nha, một chiếc nữa nè. Chiếc này chưa có đầy các bạn. Chiếc này chở đá lớn cái gì đây. Đây anh với chị này lụm đá dục xuống nè. Hai anh chứ không có chị các bạn. Thay đội nón lá tưởng đồ chị. Rồi bắt đầu là hình như là nó đang đạp cái lái vô. Đạp cái lái vô nha. Đóng khói luôn các bạn. Nó đang ve trở lại rồi. Trời ơi, coi nước rồi, nước nó đạp tới rồi, nước nó phúng lên kìa. Khủng không? Rồi có thể là nó lui cái mũi ra được rồi các bạn. Anh chị nào có yêu thích kênh của em hãy cho em một like và một lượt đăng ký anh chị ơi. Để em có cái động lực làm những video tiếp theo ha. Anh này thì lùi bến là anh rửa cho nó sạch sẽ mũi lên trước nè. Đây hình như là mình thấy cái chiếc này đang chạy lại, có thể là nó cặp cái bến của cái chiếc xà lan này vừa chạy ra hay gì đây các bạn. Trên đây cũng có một chiếc ghe đang đổ chỗ xuống nữa nghe. Chiếc này bên đây thì nó nép sát rồi, nó sát lấy luôn rồi. Có thể là chiếc này nó cặp bến bên đây hay gì. Chiếc này khủng quá các bạn.
chiếc này thì nó lui bến nó chạy tới đây nè. Ở sau này cũng có một chiếc đang tới nữa nè. Rồi nó đang về. Có thể là nó cặp cái bến chiếc này có thể là nó cặp cái bến mà của cái chiếc xà lan chưa đầy đó hay gì đó. Còn chiếc này thì cặp ở đây các bạn. Chiếc sau này nó mới cặp cái bến này. Anh thả neo rồi ha. Còn chiếc ở đây trên đây chạy xuống đây nè. Khủng không? Đây cái chiếc này đang tiến tới nha. Còn chị gái này thả neo hay gì nè. Cái khúc chỗ này không à, 4 chiếc. Rồi cái chiếc đó nó cặp ở đó luôn rồi các bạn. Nó cặp bến ở đó luôn rồi. Trời ơi, coi nó đạp kìa. Còn cái chiếc ở bên này nè các bạn. Chiếc trong này nó đang chơi xuống nha. Rồi chị gái này thì ở trước này giữ cái mũi này để kéo neo lên hay là hoặc là kéo dây ở trước nha. Chiếc này thì nó cặp sát ở đây luôn rồi. Chị gái giờ cái ghe cái xà lan đang lùi tới giờ kéo dây mạnh vô vậy. Thâu dây chỉ ở trước để thâu dây vô thôi nha. Trên đây có chiếc xà lan đang đổ dây xuống nè. Chiếc này nó chạy tốc độ ghê lắm các bạn.
Rồi rồi coi nó vừa kìa, nó đạp kìa, coi sóng kìa các bạn. Nè coi sóng nè, coi lượng sóng của nó nè. Rồi ơi, nghe chưa? Đạp tốc độ. Khủng khiếp.